hỏi: Con muốn cúng dường sư phụ, nhưng con không biết nên cúng gì. Đáp: Niệm Phật để cúng dường là tốt nhất. Đem chân tâm niệm Phật là chân tâm cúng dường, giới tâm niệm Phật là giới tâm cúng dường, định tâm niệm Phật là định tâm cúng dường, và huệ tâm niệm Phật là huệ tâm cúng dường. Hỏi: Pháp là gì? Đáp: Pháp là khí, tức là phần khí của chúng ta. Khí này thông trời thông đất, cho đến tất cả chư Phật, Bồ Tát và chúng ta đều là một thể, là vì nhờ khí này mà thông hết. Hỏi: Tại sao nhất định phải ngồi kiết già mới nhập định được? Dùng phương pháp khác có được không? Nếu như hai chân không xếp bằng lại được như vậy, thì có thể ngồi yên tĩnh tọa không? Đáp: Vậy cũng được. Thế ngồi kiết già này gọi là kim cang tọa, thành thử giúp ta ngồi được kiên cố hơn một chút. Hỏi: Có người nói Ngài là Lão Ma Vương, vậy thì làm sao đây? Đáp: Thế thì tôi là Lão Ma Vương vậy. Hỏi: Việc sanh con từ ống thí nghiệm tượng trưng cho điều gì? Đáp: Tượng trưng cho nhân loại sắp phải bị diệt vong. Hỏi: Khổ là gì? Vui là gì? Đáp: Nếu làm những chuyện mà mình không muốn làm thì mình cảm thấy khổ, còn đối với việc mà muốn làm thì mình cảm thấy vui. Ví như nếu quý vị không có cái muốn mà cũng chẳng có cái không muốn, đó tức là không khổ, không vui vậy. Hỏi: Trong gia đình, vợ chồng nên đối xử với nhau như thế nào mới đúng? Có nhân cách quan hệ ra sao mới là chính đáng? Đáp: Và kính trọng nhau như đối với khách. Vợ chồng biết tôn trọng lẫn nhau thì nhất định sẽ sanh con làm tổng thống. Còn nếu vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau thì nhất định sẽ sanh con làm ăn mày. Ha ha ha,